Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Đưa. Video chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với dự án Infinity AL. Đây là một dự án hoạt động ở trên mạng Bitcoin nước bạn này hai, một nền tảng đất mới, nền tảng Facto Bitcoin. Và nền tảng này sáng nay mình cũng đã giới thiệu cho anh em cách lên Tenet. Tham gia dự án thì các bạn sẽ sử dụng ví Uniswap và các bạn sẽ chuyển từ mạng chính sang mạng Facto Bitcoin. Và ta sẽ copy phần địa chỉ ví ở đây, các bạn sẽ paste phần địa chỉ ở đây và chúng ta claim Facto Bitcoin Tenet nhé. Đấy, các bạn sẽ được claim 360 phút một lần, claim Tenet một lần. Ở đây thì là chỉ là Tenet thôi, anh em lưu ý nên nó không có giá trị thực tế. Và đối với cái dự án này thì các bạn sẽ kết nối cho mình một cái khoản ví Bitcoin vào đây. Tuy nhiên là trên mạng Tenet rồi, ta ký trên ví này. Rồi cùng rồi ở đây thì vậy là được rồi, không cần phải kết nối mạng EVM nữa. Chúng ta sẽ ấn vào nút claim để chúng ta check in trong ngày đầu tiên. Đấy. Và phía dưới đây thì các bạn sẽ có danh sách các nhiệm vụ, các bạn sẽ ủy quyền ứng dụng các cái tài khoản mạng xã hội Xtister và ta sẽ được join vào các cái kênh mạng xã hội ở đây. Đây là một dự án rất là dễ làm thôi. Mình sẽ thực hiện tất cả những thao tác ủy quyền xong rồi mình sẽ bắt đầu đi làm nhiệm vụ dự án nhé. Hôm nay thì miệng đau quá, đang bị nở mồm nó móng anh em ạ. Tình hình là tớ ngày hôm nay là đang bị nhiệt miệng. Chúng ta sẽ mở ra để ta follow này. Rồi, ok. Set cái này là set integrate thôi, hôm nay thì không quan trọng. Rồi follow tiếp này. Follow này. Ấn nút follow được thì như thao tác ủy quyền đã giúp cho các bạn có thể là tự động follow được. Discord thì hiện tại hơi lag nên chưa vào được. Các bạn sẽ có thể ấn vào phần Create ở đây, các bạn có thể tạo cho mình một cái dòng thông báo, tạo một cái ảnh nền có gắn thông tin đúng không? Có thể ghi vừa vừa vậy cũng được đúng không ạ? Chúng ta thêm cái ảnh vào đây. Style cartoon hoạt hình. Style thì không quan trọng đúng không? Rồi bây giờ cái này là nó sẽ tạo cho ta cái ảnh IEL. Các bạn cũng không cần phải ghi rõ cái style ra, nó đang general, đang tạm ngẫu nhiên. Trong này thì mình cũng đang mở Discord ra để mình ủy quyền ứng dụng. Hơi nát một chút anh em bị khó chờ 40% rồi. Rồi mình đã phê duyệt thành công này. Mãi thì vào Discord gần đây thì không hiểu sao Discord đợt này rất là lag luôn. Ra ấn vào nút join now để join vào cái Discord nhé. Discord này chán thật đấy. Tạo ảnh cũng gần xong rồi, còn khoảng 20% nữa sẽ xong cái ảnh này. Ở đây các bạn thì thấy là góc trên mình đã được 210 point này. Chỉ 9% rồi. Còn một chút nữa thôi. Trên 9% mà mãi không ra này, ảo thật đấy. Và bây giờ mình sẽ ấn vào chấp nhận 10 để join cái Discord nhé. Đây có phần captcha. Discord này lag thật, nhất là buổi tối là đường truyền các thứ đó rất là mệt mỏi. Rồi đang join rồi, đang mở app rồi. Bên này thì vẫn chưa ra được cái ảnh nữa. Chín 9% mà chưa ra được ảnh nhé. Khổ ghê. Chỉ cần ra được ảnh là nút này đã xong này. Discord vẫn chưa join được. Đây các bạn, chúng ta sẽ tạo cái ảnh này nữa là xong này, được chưa? Nói chung nhiệm vụ thì dễ thôi. Cả hai cái cần thì vẫn chưa xong, thì vẫn đang chờ đợi.
Rồi các bạn nói vào Safari và chúng ta sẽ ở đây chúng ta ấn vào Server Captcha. Ở đây thì nó có quá nhiều cái yêu cầu nên các bạn sẽ cần phải thử lại sau 5 giây. 8 giây. Đợi 8 giây sau đó chúng ta mới thể yêu cầu được. Trời nát thật. Đấy anh em chúng ta tiếp tục làm nhé. Cái này thì thực ra đến bước này rồi thì nó một cái nó cũng đã dễ rất nhiều cho anh em rồi. Cho đây có phần campaign. Campaign ở đây thì có cả một cái nhiệm vụ nữa. Thì thực ra mấy cái này không quan trọng lắm anh em nào làm thực ra này tức là với cái sự kiện tiếp theo thôi không quan trọng. Lisbon cũng chưa có này, Korea thì vẫn là cái nhiệm vụ tạo NFT thôi, phần earn thì vẫn là như hôm nãy thôi. Đấy, nói chung là các nhiệm vụ chính các bạn đã làm cùng với mình rồi. Đấy, ta sẽ chờ đợi rồi được cái Discord chờ đợi tạo được ảnh NFT là xong. Đấy, cái này thì đang lỗi nên là cái rồi Discord thì chắc là chưa thể rồi được, các bạn sẽ chờ lúc khác chúng ta sẽ rồi sau nhé. Thôi chắc là như thế đi. Anh em sẽ từ từ làm hai nhiệm vụ còn lại nhé. Hai nhiệm vụ tại NFT các thứ nó hơi lâu thì anh em sẽ tạo sau nhé. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video, tất cả anh em theo dõi video và xin chào các bạn xem tiếp theo.